Hãy nhìn xung quanh, có rất nhiều hương vị. Hương vị nào bạn thích nhất? Nhắm mắt lại và hãy đoán thử xem. Tê giác ơi, vị gì đây? Mặn và đắng, chua và ngọt. Món bạn thích nhất là món gì? Táo hay lê hay là chùm nho tím lên? Và chiếc bánh ngọt ngon ngon, em thích ăn đồ ngọt. Có rất nhiều hương vị nào bạn thích nhất? Nhắm mắt lại và hãy đoán thử xem koala ơi, vị gì đây? Mặn và đắng, chua và ngọt. Món bạn thích nhất là món gì? Súp gà, sushi hay khoai tây chiên và cơm ngon ngon ngon? Em thích ăn đồ mặn. Nhiều hương vị nào bạn thích nhất? Nhắm mắt lại và hãy đoán thử xem mèo con ơi, vị gì đây? Mặn và đắng, chua và ngọt. Món bạn thích nhất là món gì? Sâu cô la hay là ớt xanh? Hay ớt cay thật cay? Em thích vị đắng cay. Nhiều hương vị nào bạn thích nhất? Nhắm mắt lại và hãy đoán thử xem nhím con ơi, vị gì đây? Mặn và đắng, chua và ngọt. Món bạn thích nhất là món gì? Hành và chanh, chanh dây hay là nho? Thêm sữa chua thơm, em thích vị chua chua. Em chẳng muốn phải rửa tay đâu. Em chỉ muốn ăn hết kẹo sô-cô-la nhảy trong đống bùn. Oh yeah, giờ chúng ta là bạn. Tôi là Vi 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 Khoan. Chào bạn Thiệu ơi, tôi đây rồi. Tôi là Vi 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 Khoan. Và tôi có một kế hoạch sâu xa. Em chẳng muốn phải đánh răng bàn chải, đánh răng và xà phòng đi. Tôi đưa tay lên mũi. Oh yeah, hãy nhìn đây này. Tôi là Vi 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 Khoan. Chào bạn Thiệu ơi, tôi đây rồi. Tôi là Vi 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 Khoan. Và tôi có một kế hoạch sâu xa. Em chẳng muốn phải dọn phòng đâu. Em sẽ ăn uống với chiếc thìa bẩn thỉu, ăn đồ thừa rơi xuống đất. Oh yeah, hẹn gặp sớm thôi. Tôi là Vi 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 Khoan. Chào bạn Thiệu ơi, tôi đây rồi. Tôi là Vi 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 Khoan. Và tôi có một kế hoạch sâu xa. Em nghĩ em sẽ đi rửa tay, dọn phòng xong ra chơi cùng bạn bè. Em không còn bận thiểu nữa đâu. Tôi đây là hết. Tôi là Vi 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 Khoan. Chào bạn Thiệu ơi, tôi đây rồi. Tôi là Vi 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 Khoan. Và tôi có một kế hoạch sâu xa.
ông đang ốc ếch đó. Mục yêu ơi xin hãy bình tĩnh, xòe bàn tay và xoay nhẹ nhàng nhé, không còn đau nữa mục yêu ơi. Em thấy trong người không ổn, chơi đu quay giống thấy không khỏe. Không không không, ba ơi, bụng con đau quá đi thôi. Nghe thấy tiếng bụng đang ọc ạch đó, bụng yêu ơi xin hãy bình tĩnh, xòe bàn tay và xoay nhẹ nhàng nhé, còn đau nữa bụng yêu ơi. Em thấy trong người không khỏe, em đã ăn chiếc kẹo nằm dưới gầm giường. Không không không, mẹ ơi, bụng con đau quá đi thôi. Nghe thấy tiếng bụng đang ọc ạch đó, bụng yêu ơi xin hãy bình tĩnh, xòe bàn tay và xoay nhẹ nhàng nhé, còn đau nữa bụng yêu ơi. Em thấy trong người không khỏe, em đã uống hết nước trong bể bơi. Không không không, mẹ ơi, bụng con đau quá đi thôi. Nghe thấy tiếng bụng đang ọc ạch đó, bụng yêu ơi xin hãy bình tĩnh, xòe bàn tay và xoay nhẹ nhàng, còn đau nữa bụng yêu ơi. Chúng ta đang đi đi siêu thị. Chúng ta đang đi. Chúng ta đang mua gì đây? Tê giác thích bánh mì và táo, chuối lẫn cam và ít cà chua, dưa chuột, bánh ngọt phô mai. Cho thêm một chiếc kẹo được không? Cho hết đồ vào xe đầy, đẩy đi thật nhanh. Grab mã sau đó trả tiền, được đi siêu thị là thích liền. Chúng ta đang đi. Đi siêu thị. Chúng ta đang đi. Chúng ta đang mua gì đây? Mèo còn thích sữa và cá, xúc xích và chiếc bánh sandwich, kẹo mút xì cơm và phô mai. Cho thêm một chiếc bánh donut, cho hết đồ vào xe đầy, đẩy đi thật nhanh. Quét mã sau đó trả tiền, được đi siêu thị là thích liền.
chưa sẵn sàng rồi, không không con chẳng hề